Moment, lên nhầm tàu. Xin chào. Hôm nay bọn mình sẽ đi xem và chuẩn bị thuê nhà UR. Cho những ai chưa biết hoặc không sống ở Nhật thì nhà UR là nhà cho thuê do cơ quan phục hưng đô thị của Nhật Bản quản lý và cung cấp. Khác với nhà cho thuê bởi các đại lý bất động sản thông thường khác, được gọi là nhà cho thuê tư nhân. Đối với nhà cho thuê tư nhân thì thường khi thuê nhà mình sẽ phải trả các loại phí như là tiền cọc, tiền lễ, phí môi giới, tiền bảo hiểm, phí thay chìa khóa, phí thuê công ty bảo lãnh, phí gia hạn hợp đồng. Một số căn cho thuê còn cần có người bảo lãnh, người liên hệ khẩn cấp là người Nhật. Thường sẽ là bạn bè hoặc là cấp trên trong cùng công ty. Nói chung là rất nhiều loại phí và thủ tục khác nhau. Thêm vào đó còn có khó khăn nữa, đó là không phải nhà nào cũng cho người nước ngoài thuê. Nhưng đối với nhà UR thì khác, khi thuê nhà, chúng ta sẽ được trả lại phần lớn tiền cọc. Không mất tiền lễ, không mất phí môi giới, không cần công ty bảo lãnh, không cần trả phí thay chìa khóa và không mất phí gia hạn hợp đồng. Bảo hiểm cũng hoàn toàn tự nguyện, mình có thể đóng hoặc không đóng. Chi phí ban đầu khi thuê nhà chỉ cần cọc 2 tháng tiền nhà, cộng thêm tiền nhà của tháng đó. Và sau này khi chúng ta ra nhà, nếu như không có hỏng hóc gì xảy ra, thì chúng ta sẽ được trả lại phần lớn số tiền cọc đã đóng lúc đầu. Khi thuê nhà UR chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu mà UR đưa ra là có thể thuê được. Quy định không quá khắt khe so với việc thuê nhà tư nhân, lại còn được quy định rõ ràng, nhất quán, minh bạch, nên rất là công bằng cho tất cả mọi người, dù bạn là người nước ngoài hay là người Nhật. Về quy định thuê nhà thì mình sẽ để dưới phần mô tả video nhé. Đường từ ga vào đến căn nhà đầu tiên thì cũng chỉ mất khoảng 12 phút đi bộ. Không xa lắm. Ngay gần nhà còn có một cái siêu thị ok, là siêu thị giá rẻ, rất gần nhà luôn, tiện đường về. Từ nhà đến Konan Home Center cũng chỉ mất 15 phút đi bộ, nếu đạp xe thì chỉ mất 5 phút. Mà trên đường đến đấy còn đi qua siêu thị Olympic giá rẻ nữa. Do đường từ ga vào đến căn nhà đầu tiên thì cũng chỉ là một đường thẳng và hai bên đường cũng không có gì đặc sắc nên là mình sẽ cắt qua đoạn đó luôn và đến thẳng vào căn nhà này. Rồi, và đây là lối vào. Bước vào sẽ là các hòm thư. Tòa nhà sẽ có 4 thang máy. Một thang máy lên tầng 8, một thang máy lên tầng 8 nữa và lên đến tầng thượng. Và hai thang này là để lên các tầng còn lại. Trong số đó cũng có một thang lên đến tầng thượng. Do đang là thời điểm cuối năm nên ở trong thang máy sẽ có dán những ngày thu gom rác đầu năm và cuối năm nhằm hạn chế việc rác bị tụ tập quá lâu mà không được xử lý sẽ sinh ra dán cũng như gây mùi hôi thối. Họ cho cả xe đạp lên đây luôn. Hành lang khá là thoáng. Và trông rất là sạch sẽ. Phòng đây rồi. Nhưng có một vấn đề là chìa khóa không mở được cửa. Mà trong lúc chờ ông chủ xóm trọ đi lấy chìa khóa thì mình sẽ đi lượn quanh khu này một chút. Ngay dưới tòa nhà là một khu vực xanh, có rất nhiều bãi cỏ và những bãi đất trống, một khu vui chơi. Và đặc biệt là một đường dọc ngay bờ sông, rất thích hợp để đi dã ngoại cũng như là tập thể dục. Chỗ cỏ vàng kia chắc là không được nắng chiếu đến.
Phía bên trong này thì có khu vui chơi trẻ em. Ở đây là công viên nằm giữa ba tòa nhà UR. Đây, ông chủ xóm trọ chúng ta đã quay lại rồi đây. Nhà này không có điện nên là lúc lấy chìa khóa thì quản lý nhà đã cho hai cái đèn pin to đùng để vào xem nhà. Đây ngay cửa là nhà tắm này, bồn rửa mặt này, chỗ để máy giặt này, nhà vệ sinh. Cái máy này hình như là hệ thống bình nước nóng để bên trong này luôn hay sao ấy. Đây có vặn vòi ra nước bên dưới này, ra vòi hoa sen này. Phía bên trên là cái bảng điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ cũng như là giữ ấm khi mà mình xả nước để ngâm bồn ấy. Đây là cái nắp chắn này, lúc mình tắm nước không bắn vào này, hoặc là để sau khi xả xong thì có thể giữ ấm cho nước bên trong. Ngay phía bên ngoài cửa là chỗ để máy giặt này và bồn rửa mặt. Bồn rửa mặt cũng có vặn nước nóng, nước lạnh. Có bốn ngăn để đồ, hình như có cả đèn nữa hay sao ấy. Có hai ổ cắm để cắm máy sấy cũng như máy cạo râu. Và bên dưới cũng có ngăn để đồ khá rộng. Quên ngó có nhà vệ sinh phát. Nhà vệ sinh này chỉ là loại ngồi bình thường, không có loại làm ấm cũng như là vò xịt tự động. Để dễ hiểu thì đây là loại thường, còn đây là loại tự động. Bước vào trong đây sẽ là phòng ngủ. Phòng ngủ đã được flooring. Và phía bên trong kia là ngăn tủ để đồ, có một ngăn trên nữa. Và rất nhiều ổ cắm. Cái tủ này ai đọc Doraemon thì biết này. Doraemon ngủ trong cái tủ này này. Tủ thì khá là to nhưng mà không có cái thanh để treo quần áo. Lại phải thiết kế thêm. Đi ra phía ngoài này sẽ là gian bếp và chỗ để tủ lạnh. Cái bếp này so với ở Việt Nam thì không thể so được. Tuy nhiên từ lúc mình sang Nhật thì đây là cái bếp to nhất mà mình có thể sử dụng nếu mình thuê nhà. Có rất nhiều ngăn để đồ phía bên trên. Có cả giá để đựng bát riêng, máy hút mùi cỡ lớn. Và có nhiều không gian để thao tác cũng như là nấu bếp dễ dàng hơn. Đây này, có cả bếp ga 3 cửa luôn. Ngay bên dưới là cái lò nướng. Hầu hết là để nướng cá hoặc là gà, những cái thứ nhỏ nhỏ thôi. Bên dưới cũng có ngăn để đồ nữa. Họ còn lắp cái gương bên dưới này nữa. Ảo thực sự, lúc đầu mình tưởng là một cái hốc ngay bên dưới cơ. Đây bên này lại có ngăn để đồ nữa này. Cũng khá là rộng. Bên này cũng có một ngăn nữa. Ngay phía bên cạnh bếp là cửa sổ để mở ra ngoài ban công. Với cái cửa này thì không gian rất là thoáng và rất là sáng. Cái đoạn này đang định mở cửa sổ ra ngoài ban công để xem thử thì... Nhà này thì cái người thuê cũ họ ra được 2 tháng rồi. Cho nên là cái nhà này cũng để không được 2 tháng. Thế là chim sóc nó kéo đến nó ị bậy tùm lum ra ban công đi. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà có người vào ở thì bên quản lý tòa nhà họ cũng sẽ dọn sạch cho mình. Và một phòng còn lại là ngay phía sau bếp, cũng có cửa ngăn cách. Riêng phòng này thì vẫn là chiếu tatami. Nếu mà ở đây thì có khi mình cũng phải tự flooring lại. Chứ nằm cái chiếu này, ở trên cái chiếu này sinh hoạt thì nếu mà dây bẩn ra thì rất là khó mà vệ sinh. Và nếu hỏng thì cũng tốn một khoản khá khá nữa. Nên để chắc ăn thì nếu mà ai nhà tatami này tốt nhất là nên trải thảm flooring lại cho chắc. Bóng đèn phòng thì họ cũng không lắp cho mình nữa. Cái bóng này chỉ là bóng tạm thời để mình gọi là nếu mà đến có điện thì xem nhà thôi. Nếu mà vào thì mình cũng phải tự mua một cái đèn đấy theo ý mình. Đèn có điều khiển hoặc là không có điều khiển đều ok hết. Sao mình cứ quay cái đống này nhỉ? Trông chán thực sự. Đây, đứng đây có cái view nhìn ra bờ sông. Đẹp luôn.
dưới này như là chỗ đấu dây mạng với cả có đường dây để lắp điện thoại cố định ấy. Mà không hiểu ông chủ xóm trọ ông cứ sờ sờ cái gì chỗ này. Một điểm cần chú ý nữa của căn nhà này, nó là không có sẵn tủ để giày và cái ghi cằng cũng khá là hẹp. Rồi, ngó lại căn nhà lần nữa nào. Khoan từ từ, cái chỗ để máy giặt đây này, đây là cái chỗ vòi thoát nước này. Mình sẽ đấu xuyên cái ống thoát nước qua đây và cắm thẳng vào đây. Giờ sẽ di chuyển sang ga tiếp theo, xem căn thứ hai. Căn thứ hai này thì cách ga chỉ có 5 phút đi bộ thôi. Nhưng mà tiện ích xung quanh thì lại không bằng căn nhà đầu tiên. Đoạn đường đi vào cũng rất là vắng vẻ. Xung quanh cũng chỉ có các nhà cao tầng, chung cư. Hoàn toàn không có cửa hàng gì. Đành rằng là người Nhật cũng không quan tâm đến hàng xóm. Nhà ai đóng cửa nhà đấy thôi, nhưng mà sau một ngày dài đi làm về mệt mỏi mà nhìn khung cảnh buồn chán này thì cũng không ưng cho lắm. Đây, nó là cái tòa nhà màu trắng này này. Tòa nhà này thì chỉ có một cái thang máy. Hơn nữa là thang máy này nhìn trông khá là cũ. Bên trong thì có mùi như là kiểu mấy cái thang ở tòa nhà cho thuê bán hàng quán đồ ăn ý. Và cũng có điện luôn. Đây, nhà bên này bước vào cửa này có một cái tủ. Thoạt nhìn bên ngoài cứ tưởng là tủ để giày, nhưng khi mở ra thì khá là rộng, giống như tủ để đồ hơn. Khu vực để máy giặt, bồn rửa mặt cũng như nhà tắm, nhà vệ sinh thì cảm giác thiết kế rộng rãi và thoáng hơn so với nhà đầu tiên. Tuy nhiên thì tiện ích thì cũng không khác mấy. Nhưng không muốn nói là hoàn toàn giống nhau. Nhận định của ông chủ xóm trọ là cái bồn rửa mặt này bé hơn nhà bên kia. Bên kia chỉ có hai bên để đồ, còn bên này chỉ có một bên thôi. Nhà vệ sinh thì cũng không khác lắm. Được cái là thiết kế có khuôn để máy giặt và đường xả nó cũng cắm thẳng xuống đất luôn. Căn bếp bên này cảm giác bé hơn hẳn và cũng không có sẵn bếp. Nhìn kỹ các chi tiết ở bên trên, các giá để đồ, chạn bát thì cảm giác cũ và bẩn hơn. Không được sạch sẽ như ở nhà bên kia. Nhà này là sẽ thiết kế bếp thông với một phòng này dài kéo dài luôn. Ngoài cửa sổ là nhìn thẳng ra đường chính, ô tô đi lại nhiều, khá là ồn. Bên đây là một phòng ngủ, cũng là chiếu tatami, không phải flooring ngự. Hơn nhà kia một chỗ là họ để sẵn những cái đường ống dẫn để mình có thể lắp thêm một cái điều hòa trong phòng ngủ. Nhà bên kia thì không có. Chỗ này hình như là chỗ để nối ống với cả điều chỉnh đường ga nối thẳng vào trong máy điều hòa. Ở Việt Nam mình thì là máy điều hòa là thường sẽ lắp một cái bình ga nhỏ bên trong, lúc nào hết thì mình lại phải thay. Còn ở bên Nhật này thì họ sẽ đấu thẳng đường ống ga vào trong máy điều hòa luôn.
mình không phải thay. Cho nên lúc bật điều hòa thì sẽ tốn cả tiền điện và tiền ga. Ngăn Nhà tủ đựng chưa đồ phải này ga bao thì giờ đúng cũng không? không khác gì với nhà bên kia. Nhà chưa phải thay ga bao giờ. Đánh giá tổng quan thì căn này cũng không khác căn Nhà kia chưa nhiều. mấy. Điều chú ý nhất là xung quanh tòa nhà này không có nhiều tiện ích. Siêu thị cũng khá là xa. Này cũng rộng đấy nhỉ. Nhưng mà mỗi tội trông cũ quá. Chỉ được một cái duy nhất ở gần ga thôi. Đây, đường từ ga vào đến nhà đây. Rất là gần luôn. Đi bộ có 3-4 phút gì đó thôi. Tuy nhiên trên đường từ ga về đến nhà cũng như là xung quanh nhà không có một cái siêu thị to nào như là OK hay là Hanamasa gì cả. Cái Gyomu gần nhất thì cũng cách nhà khá là xa và không thuận chiều đi về một chút nào hết luôn. Cho nên ở đây rất là bất tiện. Hai căn nhà mình vừa xem nằm trong tầm khoảng giá từ 9 đến 10 mani một tháng. Với tỷ giá hiện tại, nếu quy đổi ra thì sẽ rơi vào khoảng 16 đến 18 triệu Việt Nam đồng. Với những mức giá như vậy thì sẽ phù hợp với tình trạng của căn nhà. Ví dụ như căn thứ nhất thì diện tích có thể không bằng căn thứ hai và xa ga hơn. Tuy nhiên xung quanh lại có rất nhiều tiện ích, yên bình và nhiều cây xanh hơn. Có những tòa nhà UR khác mới hơn và cũng như mới được reform lại thì sẽ có giá cao hơn. Có thể từ 13 cho đến 20, 25 man một tháng cũng có. Mỗi người cũng như mỗi hộ gia đình sẽ có những mong muốn và những mức thu nhập khác nhau để dựa vào đó mà tìm cho mình những căn nhà phù hợp. Nhưng về cơ bản, với việc không phải trả quá nhiều loại chi phí khác nhau và thiết kế cũng đầy đủ tiện nghi, thì nhà UR rất thích hợp cho những hộ gia đình có mong muốn thuê và ở lâu dài. Sau khi cân nhắc thì hai đứa mình đã quyết định chọn thuê căn nhà thứ nhất. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Hẹn mọi người vào video sau.